mai thì mình sẽ review một món đồ chơi nhé các bạn. Đây là cái hộp của nó nè các bạn. Đầu tiên thì cái mặt trứng của nó là hình một con khủng long. Còn mặt sau của nó là về phân tích nó và những hình dạng của nó nè các bạn. Rồi á, ở mặt trước này á, góc nhỏ bên này á, có hình mà gọi là nó hình kiểu như là hình 3D nha các bạn. Nó nhỏ nhỏ thôi. Đây các bạn. Ở đây thì có cái bốn mặt này đều là hình của nó các bạn. Có gì đặc biệt. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị kéo. Bây giờ mình sẽ kéo vào dao chế. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp này ra nha các bạn. Chỉ có bao nhiêu đồ này thôi. Đầu tiên thì tất nhiên ai cũng biết rồi, trong quyển sách hướng dẫn. Rồi tiếp theo là một bịch đắp kéo, một bịch nữa. Cái này là những cái khớp của nó các bạn, mình sẽ cố định bằng những cái tròn tròn nhà các bạn. Rồi một số bộ phận tiếp. Trong đây có một cục này thì mình đoán là cục pin. Đây các bạn. Đây các bạn, mình đoán cục này là cục pin nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình mở cái hướng dẫn ra trước. Cuốn sách hướng dẫn ở trong đây mình thấy là có một cái bảng gì nữa nè. Như đây cũng là một bảng hướng dẫn cái gì các bạn ơi. Đây nó là một bảng hướng dẫn nè. Từ trên một trong hướng dẫn các chú cuốn luôn. Rồi từ đây là một cái tài đó mình không biết. Đây là cái hướng dẫn gắp súng trên lưng của nó. Thì mình bỏ qua luôn đi. Rồi xem coi cái này có gì nữa vậy. Giờ đầu tiên là nó giới thiệu về cái con khủng long này. Sau đó là nó chẳng có chỉ hướng dẫn. Đây nó có chỉ hướng dẫn nha bạn. Đây nó chỉ hướng dẫn. À, cái này ra một bản hướng dẫn thôi nha các bạn. Còn cái này thì mình không biết rõ nữa nên mình xem. Nó cũng là bản hướng dẫn nhưng mà nó chỉ con này ghép nhiều kiểu khác nhau. Và có, mình nãy mình nói trước rồi là nó có rất nhiều hình dạng. Thì cái này theo mình nghĩ là nó là đang làm hình dạng tiếp theo các bạn. Và đầu tiên mình sẽ tháo hộp, bóc hộp trước nha. Tháo bọc nó đúng. Giờ mình sẽ xem coi. Khi mình chuẩn bị với cái miếng giống vậy nè các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho nó. Đầu tiên là mấy miếng màu đen thì có trong bọc này.
một vịt nhỏ nữa nha các bạn. Vịt nhỏ nữa. Xong rồi vịt lớn. Còn vịt lớn có thêm một vịt nhỏ nữa. Giờ mình sẽ bắt đầu khua vịt này. Tại vì mình thấy trang đầu tiên là nó có cái bự bự này các bạn. Mình sẽ khua cái này đầu tiên. Thì đúng như là mình xem là có cái miếng này các bạn. Đây. Miếng này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhét. Mình để ý nha các bạn, mấy cái vịt này các bạn, mà thấy nó có chữ A đúng không? Hình như theo mình nghĩ là nó kêu là những cái vịt A này mình sẽ mở ra, mình không biết nữa. Đây các bạn, có nhiều vịt A nữa. Để mình xem coi. B, còn một cục bịch S hay bịch S. Bịch có mấy cái chốt dùng để khóa con này lại cho nó cứng. Bây giờ là mình sẽ đầu khua tiếp mấy bịch này luôn các bạn. Lớn nhất luôn. Sẽ khua ở đây. Các bạn ơi, sao mùa hè mình khua ra thì nó ra được dê nữa bạn. Cũng khá nhiều đó bạn. Cái chốt này mình để lại hồi mình khua sau. Giờ thì mình bắt đầu gác nhé. Khi mình đã dẫn ra, đầu tiên là cần phải chuẩn bị hai miếng này. Sau đó là chuẩn bị một miếng có hình chữ L. Thì mình ra được cái miếng này nha các bạn. Mình sẽ lấy hai miếng. Và một miếng hình chữ L nhỏ. Thì bây giờ mình đã kiếm được cái miếng chữ L nhỏ nha các bạn. Đây, rất là nhỏ luôn.
mình sẽ lấy thêm một miếng. Giống như là một cái tổng cơ các bạn nè. Rất là nhỏ. Sau đó là mình bắt đầu lấy miếng có hình như cái ống khói. Đây, rất là nhỏ luôn. Rất là khó nhìn nha các bạn. Một miếng bự màu đen. Nhưng mình không thấy có cái miếng màu đen đó. Nhưng mình tìm thấy cái miếng tiếp theo là hình giống như một con khủng long ấy các bạn. Mình thấy nó không giống lắm. Nhưng mà theo trong hình thì mình thấy nó giống con khủng long nè các bạn. Rồi giờ mình xay giống khủng long rồi nè. Theo mình nghĩ cái này là cái khung xương của nó. Còn cái miếng màu đen đó theo mình nghĩ là nó da bộ cho nó lớn vậy thôi, nhưng mà da cho xíu à, giống như cái miếng khủng long vậy á. Mình thấy hồi nãy cái miếng khủng long á, nhìn nó thấy bự vậy thôi mà cuối cùng á kiếm ra được là nhỏ xíu rồi các bạn. Nên theo mình là nó rất nhỏ. Sau một hồi tìm kiếm thì mình thấy cái miếng này nó giống cái miếng mình đang tìm các bạn. Nó cũng bự bự. Nếu mình có nhìn lộ bên nữa mình thấy nó rất là giống. Tiếp theo là một miếng, một cái thanh dài dài. Đây một thanh, một thanh nữa, hai thanh. Tiếp theo là một cái khung khủng long hình chiếm gọi. Tiếp theo nữa là một cái miếng giống như hồi nãy mình tìm. Theo mình là miếng này mới đúng nè các bạn. Thấy nó giống trong hình hơn. Hai hai miếng. Rồi hai cái tay của robot. Thì bây giờ mình tìm hai cái tay. Lặt vô anh hết rồi nha. Nào mình xin ghép luôn nhanh nha các bạn.
Bye bye các bạn, nhớ like, share, đăng ký kênh của mình nha.